Ông nói thôi buồn quá, hãy ngồi ngáp gió ngủ gục. Ông mới thật, ông nói giờ ngồi con cháu ngồi bung ra rộng rộng đi, tao thật chơi. Ông mới thò tay trong người, ông mới lấy trong cái túi, ông cũng may bằng cái giấy này nè. Ông cầm cái đít túi, ông mở miệng túi, ông rút ra một cái rôn 4 đồng tiền, mới chạy cũng như mình chạy xe đạp chơi vậy đó. Chứ trời. Chạy ro ro vòng 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 chạy vậy đó. Rồi chạy giỡn, ông mới la. Hai nhỏ quấy rầy quá, hai thằng té gãy tay trời. Trời ơi. Cậu hai nhỏ la hả thưa ông Tư? Ông già đó ông la, Ông ông già. ba đó ông la. Ông ba. Ông la tiếng thôi. Một thằng gãy tay phải, một thằng gãy tay trái, gãy ngang đây không à. Trời ơi. Là tiếng la của ông đó. Vâng, ông Tân kính chào quý bà quát anh chị em. Thì hôm nay trở lại nhà ông Tư, hay còn gọi là ông Tư Đền, điều trị những cái căn bệnh chó cắn, rắn cắn và một số bệnh chỉ của bác, cũng như là diêm son. Thì hôm trước mình có chia sẻ cái nhà nhiều clip, thì ông Tư kể những cái câu chuyện hết sức ly kỳ về những cái chuyến đi bắt rắn ở những cánh đồng Campuchia. Tại vì ông Tư ngày xưa là một cái người thợ săn á cả nhà, với lại ông là một cái vị thầy thuốc chữa bệnh rắn, nên có nhiều câu chuyện hết hết sức đặc biệt. Thì hôm nay mình trở lại nhà ông Tư để nhà ông Tư chia sẻ về những cái mẫu chuyện khá ly kỳ cho cả nhà mình cùng nghe nha. Mình mời cả nhà mình cùng vô Tân đi vào bên trong luôn ạ. Thì tôi cho huynh một mẫu đất, tôi cất cho huynh cái cốc huynh ở đó, rồi tôi có đi đâu thì trái cây trái đồ trong vườn đó huynh cứ việc bẻ bán ăn xài. Ông này là chơi lấy của ta. Trao rồi năm 72 là kỳ người cày Mà cứ theo người cày được ruộng lắm, có ruộng á. Người cày có ruộng để cũng được nhân quả, thì kiếp trước bà giật người ta, giờ ta giật lại bả. Bà đó bà nói thật vậy, mình nghe vậy thì ông ba ông mới nói cô đừng buồn nữa, vì hồi trước cô cũng như chắc cũng không hiền gì, giật người ta bây giờ ta giật lại. Chứ mà người Tân Châu người bên đây làm sao không biết nhau, mà đi đó lang thang đó mà gào gặp mà Nhưng cũng có cái duyên để trả cho cái ông này. trả ông. Rồi sau này là người cài có ruộng, ông làm giấy tờ chùa chiền của ông đứng hết luôn. Như của ổng rồi. Có mượn của bà 1.000 đồng, có bà đòi mấy lần rồi bị vợ chửi, nói nhục nói nhã đủ thứ, lấy chồng tao chưa có vừa vừa ý xong còn đòi tiền nữa cái gì đó. Bà này một lần đòi tiền là bà nói bây giờ bà khóc mấy 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 ngày buồn đó. Rồi nói vậy nói thôi bây giờ cô cũng đừng buồn, người ta chuẩn bị tiền trả cho cô lâu rồi mà tiền mới tinh không nghe. Hồi đó ở núi Tram thì xe lam nó qua Tân Châu mấy hồi, đi lát tới bển rồi nó hỏi cô này có cô có tiền đi không, nó mấy chục bạc nó có. Rồi ông lấy cái giấy thuốc ông dở ra ông tờ ông cầm vậy nè, rồi ông xếp giấy là ông biểu cô bỏ túi đi qua bển ta nấu cơm chay rồi ta đãi cô, ta niềm nở lắm, ta không có nói nặng nói nhẹ cô nữa đâu, nhưng mà ăn hay không ăn cái đó quyền của cô, chứ ta chuẩn bị ta trả 1.000 đồng cho cô lâu rồi. Thì qua bển vợ chồng gặp mừng rỡ lắm, 4-5 năm cô này không dám qua đó đòi nữa. Chàng đó. Kỳ đó sao mà gặp ông ba này ông xuống. Ông giờ ông làm phép hay gì ông? Ông làm phép trong miếng giấy hút đó còn qua bệnh thiệt. Vì tao cũng còn ngồi đó, tao mê cái chuyện đó lắm. Hồi trước bắt tư gái con mới nói tao theo cái. Mê bùa hay là mê cái gì ông Tư? Mê ông kể chuyện này gì à, mê ông cái chuyện. Như mình mê ông Tư vậy đó. Mình dạ. Làm nhiều cái quyền diệu lắm mày. Quyền diệu những cái nào nữa không ông Tư? Ông có 4 đồng tiền xưa hồi trước, 1 đồng đó 800 mấy gram đó, đồng tiền xưa mà bự vậy nè. Dạ. Hồi đó ông cầu mẹ ở đây ông cũng có 4 đồng mà ông biết ông cho ai mất tiêu bị mình rồi đó, đâu cần cái đó. Không biết giờ, không biết bây giờ ông Tư giữ đó là bảo vật quốc gia rồi. Ông cho ai mất tiêu hết trơn à. Đây ông ngồi nói chuyện
cả 100-200 người ngồi 2-3 lớp người nghe ông kể chuyện tu hiền này kia vậy đó. Ông nói thôi buồn quá hãy ngồi ngáp gió ngủ gục. Ông mới thật. Ông nói giờ ngồi con cháu ngồi bung ra rộng rộng đi tao thật chơi. Ông mới thò tay trong gùi, ông mới lấy trong cái túi, ông cũng ngay bằng cái giấy này nè. Ông cầm cái đít túi, ông mở miệng túi, ông rút ra một cái rôn 4 đồng tiền mới chạy, cũng như mình chạy xe đạp chơi vậy đó. Trời. Chạy ro, ro, vòng, chạy vậy đó. Cái đó làm mà kêu là ảo thuật không tư? Thì ông nói ông thực chơi, mình đâu có biết ông làm gì. Nha. Yeah. Tao đổ cái phép của ông, tài phép. Ông nói từ để Sài Gòn mà ông đi bộ lẹ hơn máy bay đó là mày tính. Trời ơi. Ông Tư gặp ông rồi, ông với ông Tư chia tay lúc nào ông Tư nhớ không Tư? Thì mấy năm đó chiến tranh, ông đó, lúc đó tao quen lên đó nội lính không đó, hàng ngày chắc chơi đó bình thường thì cũng 40-50 đứa. Trời, quá đông. Nhưng mà ông nói mày chỉ có mình mày có cái duyên tu hành được. À, ông nhìn ừ. Nói ha. Con có thể con có cái duyên gốc căn tu dắt mày đi tu được. Còn mấy này mấy anh kia không được. Có thằng lợi sinh ổng đi theo ổng không được. Không cho ha. Ừ. Không cho. Nhìn tướng nhìn người. Nhìn. Ông Tư đi theo ông ba là trong khoảng thời gian là bao lâu thưa ông Tư? Đâu có mấy cuộc lễ thôi. Dạ. Nói với con gần với bà cái 23 tháng 4 đó. Dạ. Thì cỡ bởi 19 rằm mà ổng xuống rồi. Ông xuống chơi mấy bữa đúng ngày 23 đó ông mới vô chỗ bà ngồi thờ bà đó, ông lấy cái chai nước trong gùi ông với mấy ba cái bông vạn thọ. Dạ. Ông để vô ba cái chung của bà, chung của bà bằng bự hơn cái đó không, chung bằng ngà không mà. Ngà voi không tôi? Ngà voi không. Chung của bà đồ khai trầu khai đồ ngà voi không. Trời ơi. Quá quý. Ừ, mà người ta cúng dường á. À, rồi ông để ba cái bông, ông rót nước, ông mới nói bữa nay ngày chắc bị tao đi sát ổng mà. À, vậy là ông Tư có duyên đi sát ổng luôn. Ừ, ông thương bác dữ lắm. Rồi ông bữa nay tránh với chị cũng về cũng độ bá gia bá tánh cho bình an. Rồi ông rót nước rồi ông bước ra đi thì ba học trò lễ nó đi sao 4-5 thằng rồi. Là ba chung nước nó có hồ lô sẵn nó đổ vô liền. Đổ vô làm gì ông Tư? Đổ không để dành. Để dành. Nước nó cũng như nước cam lồ vậy đó. À. Nước có trị bệnh được luôn. Ba cái bông đó không có người nào mà rớ được hết đó. Hương chức giữ trong miễu nó cũng không ai đó. Có ba học trò lễ đó, là quản lý liền. Vậy là ba thằng đó nó đã biết ông ba biết vì năm nào cũng xuống cúng. Ông kêu bà chú xứ núi Sam nó bằng chị rồi. Hồi sớm cái đồng tiền mà ông ba cũng thuật cho bà con xem á thưa ông Tư, thì trong khoảng thời gian nó bao lâu đồng tiền đó nó mới ngưng bỏ xuống được? Rò nó chạy đầu chậm riết rồi lẹ chạy chậm lại chạy ngang ông cũng góp cái 1-4 đồng. Thôi ơi để em túi à, không được hay hay. Rồi còn những cái mẫu chuyện nào mà ông ba có thể biểu diễn cho cô bác xem, như là những cái câu chuyện gì đặc biệt về ông ba nữa không ông Tư? Thì nói cái cô kia mà đi đòi tiền đó, ổng mới làm cái phép gì đó. Dạ. Thì về sự thật là tụi tao còn ngồi đó, cô kia banh một giấy 100 đồng, 100 đồng có người cởi lưng trâu đó con, giấy xanh xanh cũng cái đó như... con tủ con không biết. Rồi nói cúng dường cho ông ba, ông nói đâu có. Ông đâu xài tiền đâu cúng. Tôi đâu có ăn uống gì mà tôi lấy tiền con chỉ. Mấy người tu là không có cần vật chất tôi ơi. Không. Dạ. Mình giờ mình phải cần chứ, mình còn vợ con rồi. Ông ba ngày xưa có gia đình hay là con cái không thưa ông Tư? Không hiểu ổng là người căn gốc ở đâu, con chỉ biết gặp tình cờ gặp ổng vậy thôi. Có cái duyên lên xuống chùa bà đó. Hồi đó tụi tao kêu cậu hai nhỏ đó là ổng, lúc đó ổng 32 tuổi. Cậu hai nhỏ. Ờ, tao 10 mấy tuổi, ông hai nhỏ là tiền thân của Đức Cô Quản rồi trước. Ông chuyển kiếp lại.
xưa mấy câu chuyện ly kỳ. Ừ. Đâu có ai biết, tao nói gì nghe rồi tao mới về tao suy nghĩ. Tụi tao kêu ổng bằng ông, kêu dạ. Cậu hai là bằng cậu. Rồi bữa đó có hai nhỏ nó lên xác ông quan đế như là Quang Bình. Nó chạy giỡn trong chùa. Mà chùa mới sửa sạn xây dựng 500-600 người là thường Nhật. Rồi anh chạy giỡn, ông mới la. Hai nhỏ quấy rầy quá, hai thằng té gãy tay trời. Trời ơi. Cậu hai nhỏ la hả thưa ông Tư? Ông già đó ông la, dạ. Ông ba đó ông la. Ông ba la tiếng. Một thằng gãy tay phải, một thằng gãy tay trái, gãy ngang đây không à. Trời ơi. Rồi tiếng la của ông á. Rồi hai thằng lại quỳ sau lưng nó khóc nhức. Mày thấy sưng dảnh lên liền, bầm xanh đen xị liền. Khóc quỳ. Ông nói ở đây là cái chùa. Anh em đồng đạo lại đây người ta cúng, người ta cần sự yên tĩnh rồi kia. Tụi mày ở đâu phải cái chợ tụi mày giỡn. Phạt hai thằng ba ngày. Tao thì thằng hiếu khách, mình đang theo dõi ổng mà. Dạ. Lên coi là ông này ông phạt ba ngày làm gì. Rồi cậu hai nhỏ đứng vậy mới xin ổng để đi đăng thuốc cho hai nhỏ. Gãy lạc liệt lõi rồi, nó không dở nổi mà. Tội ha. Dạ. Ừ. Ông nói nó đệ tử cậu, cậu đăng đi. Ta mới nghe ông nói vậy, tao mới bắt lỗi không. Như tụi con á, ông ba tụi con kêu cậu hai bằng cậu phải rồi. Ông ba lớn tuổi vậy, ông ba kêu cậu hai bằng cậu. Sợ lỗi phải gì không? Ông nói mày đâu biết. Ông lớn tuổi hơn tao đó. Trời ơi, chạy luôn hả ông Tư? Ừ. Ông nói tụi con đâu biết. Ông lớn tuổi hơn tao nhiều lắm. Tính ra ông gần hơn 200 tuổi rồi. Ông nói vậy. Chàng ơi. Tao mới chín mấy mà ổng thì tao kêu cũng bằng cậu với mấy con bay là vừa. Nhưng mà cái linh hồn của ổng thì còn, mà ổng đủ xác người khác không tao. Ừ, chỉ có ông ba đó mới thấy thôi. Nói chung người có tiên gặp người có tiên mới thấy được. Ừ. Ông Tư bữa đó cái ông ba mà ổng bẻ cái lội hai cái tay của hai thằng nhỏ thì ổng la là ông Tư. La hả ông Tư? Ừ, ổng la tiếng hai nhỏ này quấy rầy quá. Dạ. Yeah. Hai thằng té gãy tay chưa. Cái tiếng la của ổng hình như có lòng thần hộ pháp. Rồi bao lâu thì hai cái tay của con bé đó nó mới lành lại ông Tư? Phạt 3 ngày. Rồi nó gãy tay lặt liệt lại quỳ xuống rồi cậu hai nhỏ ổng ngồi kế ổng. Dạ. Ổng cũng ngồi bên kế ổng đó. Hai nhỏ quỳ sau lưng khóc. Ổng nói ở đây là cái chùa chứ không phải là cái chợ. Ở đây anh em ta lại ta nghe kinh Phật pháp rồi kia, mấy thằng mày giỡn quá giỡn. Hai thằng 17, 18 tuổi nó chạy nó giỡn đùng đùng trong chùa. Ủa lớn vậy mà còn giỡn như Tư? Ừ. Của người anh trung học ở trên đại học gì trên đó. Trung học á. Không biết con của ai nữa. Không biết con cháu ai luôn. Không biết mày. Làm như cái duyên của Phật pháp này ngộ lắm nha Tân. Là những người có cái tiền căn đó người ta mới quy tập gì đó. À. Rồi mất hết 3 ngày, 3 ngày là cái tay của hai bé tự động hết hay sao? Đâu có. Rồi té gãy rồi cậu hai nhỏ ông mới đứng ông đăng ông nói ừ. Đệ tử cậu đăng đi. Đăng cái thuốc quyền của cậu. Phạt cho nó 3 ngày. Muốn sưng cái tay gãy xương, bún xương lòi nhọn quắc lên đó. Trời ơi. Mày thấy gốm kìa. Gãy giả mang. Nó té hay là do nó té. Nó té luôn hả ông Tư? Ừ, té rồi anh chọi gãy vậy. Mà sao mà bị hai thằng cũng mới ghê chứ ông Tư? Cái lời nói của ổng hình như cái pháp thực gì đâu con mình không biết. Dạ. Rồi phạt 3 ngày, tao hiếu khách 3 ngày. Tao chờ 3 ngày lên, ông nói, ông biểu cậu hai nhỏ thuốc cậu và cậu tháo ra đi.
Ông hai nhỏ ông dắt hai thằng sao ông tháo thuốc đem ra tay sụi lơ gì vậy? Dòm thấy xanh lè từ cù chỏ lên tới bả vai bầm á. Dạ. Rồi ông lấy chung nước trà đó, ông bưng ông hớp ông phun thằng cái phèo chứ ông biểu đứng vậy quơ tay cũng quơ hết trơn mày. Tội ơi tội. Nhưng không có bệnh hoạn gì đó. Cái đó đó mấy cái hy hữu đó. Giống như là có phép thật vậy không được. Phép thì phép màu của ông. Sao tự nhiên cái gãy tay rồi bó 3 ngày mà da cái tay xanh lè mà tự nhiên phun nước vô hết, đúng là điều quy diệu thật. Ừ, nó chưa có dở nổi nữa mà. Rồi ông nói đây sắp tới không có giỡn hết vậy nữa phải không? Phạt cho mấy mày biết cái răng dạy cho mấy mày biết. Ở đây là cái chùa chứ không phải cái chợ đâu mà chạy giỡn rùm beng. Ở xanh quanh đây cô bác mới quay dòm ở đâu có ai bằng tuổi mới quay đâu. Thằng cô bác, ông bà đồ không à. Dạ. Đó rồi thôi. Hay cái chỗ là ông phun nước trà đó mà cái da nãy bầm tím đen thui trơn mà trở lại bình thường là ông biểu hai nhỏ quơ. Quơ cũng tay như nguyên thủy không có gì hết vậy. Trời ơi xong đúng là nó như ảo thật vậy. Cái đó nếu mà những người nào mà có trực tiếp ở đó như ông Tư thì chắc quá là lúc đó chắc ngạc nhiên dữ lắm luôn á ông Tư. Ngạc nhiên cả mấy trăm người ngồi dòm người này thì thầm với người kia. Cái phép thực của ổng bằng tinh vi quá. Cái tay gãy vậy đó rồi ổng phun vậy rồi cái hết. Quơ dùng dục cũng bình thường. Cái lúc đó có ai, có cô bác người ta có... Mấy trăm người. Cái chùa đang xây dựng mà con luôn luôn 300-400 người trong đó. Dạ. Ý xèo người ta còn bánh trái cây đó mày nó. Không thể nào mày ăn cái gì cho hết đâu. Ta cúng dường hả ông Tư? Cười thì cúng dường với mần công quả, mấy trăm người mần công quả mà. Đông lắm. Vậy có ai mà lên tiếng nói ông ngày xưa ông là một cái vị thần thánh gì không ông Tư? Không. Tôi nói con nói về cái tướng đẹp của ông mình không thể mô phỏng được. Ông 96 tuổi mà ông đẹp, trong đó mình nước da trắng nõn, không có vụ mặt mày, không có nếp văn nhăn nữa đó. Chỉ ăn bông uống nước thôi đó hả ông Tư? Ăn bông uống nước mà ông nói làm xiên thì 5-6 tháng ăn, 3-4 tháng ăn bông chơi làm biến thôi nghỉ. Trời ơi sao mà cái diệu dữ ta. Bởi ta mới nói là tiên. Ông Tư có nghe, có bao giờ biết được ông ba lúc đó ông ngồi thiền hay ông niệm Phật gì không thưa ông Tư, để ông đạt không được cái đó mày không Tư? Bị ông biểu ông ấy theo ông. Rồi nếu mà không có dịp con theo bây giờ thì nữa mày đi lên chỗ đó mày kêu ông ba đầu gùi ơi thì có tao à. Rồi đó ông Tư có lên không Tư? Có lên mấy lần mà hình như mình trong người không được trong sạch là một. Thứ hai nữa là mình không có đốt nhang mình giấy trong tông chi của quyền ông bà mình á. Dạ. Lên mấy lần tao cũng kêu tên ổng tao nói mà không gặp. Ông Tư có thể tiết lộ cái vị trí mà ông ba kêu ông Tư lên cho con được biết chứ ông Tư? Cái đó là điện Quỳnh Long. Điện Quỳnh Long núi Cấm mình hả ông Tư? Núi Cấm trên mà động Thủy Liêm chút. Trên động Thủy Liêm chừng 200 thước á. Nó có cục đá bự tròn giữa cái suối để điện Quỳnh Long. Chứ là điện Quỳnh Long. Ừ. Chứ là điện Rồng Vàng. Trời ơi. Mày lại đó mày ngồi con lóng tai nghe ha, con nằm trên cái cục đá bự đó. Mày nghe nước chảy hì đâu dưới độ chừng cách mình chừng mấy chục thước gì đó. Mà ở bên ngoài xung quanh không có nước hả ông Tư? Không có nước, bị trên đá không hả? Trời ơi.
xung quanh với chỗ điện đó đá không, đá cục nào cũng lấy bằng cái nhà vậy nè. Thôi. Nước chảy đâu dưới á. Vậy là có mạch nước ngầm. Có, để nó chảy xuống động Thí Liêm đó. Dạ. Có nước ngầm. Độ mấy anh hổ mây này ở dưới làm gì cho hết. Thì chỗ động Thí Liêm á, thằng Liêm đất nó đó. Nó đi nó từng măng nè, coi tới lứa chích bán nè, nó chích đó. Dạ. Chứ nó coi con nó bắn ba con sóc ăn ba cái sầu riêng. Nó mới nói nghe ù, tưởng ông xả nực. Tưởng ông mật nó đóng xong kẹt đá rồi đó. Dạ. Nó nói dòm đọt cây hoài, dòm hoài không gặp thì chừng nghe rút rắc gãy cây rắc rắc mới dòm lại sát bên. Nó cho vui là bằng bắp giấy sắp đó mà nó mập bự lắm. Cái gì ông Tư? Cái đuôi rắn hổ mây. Từ khủng khiếp ông Tư. Ừ. Nó nói không biết cái đầu ở đâu, thấy cái chót đuôi đó không mà đụ ngựa rồi nó niệm Phật nó bỏ gì nó không dám nói, nó không dám bước mạnh nữa, nó nói cảnh mày thấy đứt ruột. Không biết cái đầu anh ở đâu. Trời ơi. Chỉ thấy cái chót đuôi anh đó thôi. Bị anh bò cái dãy anh cuốn đi vậy nè. Dạ. Đung cái thân mạnh quá nặng. Sao độ rắn đó chắc từ cái quạt này sắp lên thùng phi. Ừ, còn đó là biết nhiêu tấn không Tư. Ừ. Chắc nó còn nghĩ là do ổng không có thèm mồi, chứ không thèm mồi là ổng ăn ông Liêm đó luôn. Không, hồi đó giờ bị nhà nó ở kế bên đó luôn. À, và ở gần đó luôn hả ông Tư? Ở gần đó luôn rồi. Cái vườn đó là vườn của nó luôn à. Bơ tre sầu riêng gì nó trồng hàng theo cái động Thí Liêm đó. Dạ. Có mấy gốc sầu riêng cổ đó. Hai ba đứa ôm cái gốc này, sầu riêng. Cái lúc trước ông ba ông Tư ổng khi mà ổng lúc đó là nguyên nhân sao mà ổng lại kêu ông Tư lên trên đó để gặp ổng thưa ông Tư? Bữa ông nói với mày rồi, làm như mình có cái căn duyên với Phật pháp. Ở trong 60-70 thằng lính lên đó mà nói chung tụi tao thằng nào cũng có học phép miên hết á, thời điểm đánh đạn súng nè. Dạ. Không biết trong mình mày mấy người ông Phật nữa. Mình sao? Đeo trong mình mà không biết. Sao mà biết được ông Tư? Ừ, mới nói nhiều cái ông kỳ cục lắm.